Đấu phá thương khung phần 4 tập 45, thực lực của Gia Lão. Trên khuôn mặt già lua của Gia Lão nhất thời hiện ra vẻ ngạc nhiên. Nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt khó hiểu, lấy thực lực đấu hoàng của Hải Bà Đông mà vẫn không đủ tư cách làm sư phụ của tên tiểu gia hỏa này. Đến tuột cùng hắn có bao nhiêu thực lực? Dưới bầu trời đêm, đám người Lạp Lan Yên Nhiên sau một lúc chấn kinh vẫn không có nói gì, chỉ lặng yên nhìn Hải Bà Đông. Thậm chí bọn họ còn cho rằng Hải Bà Đông đang nói đùa. Ở Sa Mã đế quốc này, một đấu hoàng cường giả muốn thu nhận đệ tử, sợ rằng không biết có bao nhiêu người sẽ là thiên phú kiệt xuất cũng phải tranh nhau xếp hàng. Trở thành đệ tử của đấu hoàng cường giả tượng trưng cho một tấm vé thông hành trên con đường cường giả sau này. Tiêu Viêm vừa lắc đầu vừa cười rồi nói: "Ây, đây là Hải lão nói giỡn thôi. Gia lão đừng có để ý làm gì, chỉ là tiểu tử đã sớm bái sư lên không thể nhận hắn làm sư phụ." Bên cạnh Hải Bà Đông vẫn từ chối đưa ra ý kiến, cho dù là khôi phục lại đấu hoàng thực lực, nhưng Tiêu Viêm vẫn mang lại cho hắn một cảm giác cực kỳ là nguy hiểm. Hơn nữa, sau khi cùng hai vị đấu hoàng thần bí cường giả thì triển ra kinh khủng là cấp bậc Phật Lộ Hỏa Liên, càng làm cho Hải Bà Đông sinh ra lòng đố kỵ đối với hắn. Mặc dù hiện giờ thực lực của Tiêu Viêm đã suy giảm sau khi thi triển Phật Lộ Hỏa Liên, nhưng mà trong lòng Hải Bà Đông đã thầm xem Tiêu Viêm là ngang hàng, thậm chí là còn vượt qua cường giả như hắn nữa, cho nên khi nghe Gia Lão khuyên Tiêu Viêm nhận hắn làm sư phụ thì không khỏi bật cười. Nghe vậy, Gia Lão khẽ cười rồi nói, ánh mắt lặng yên đảo qua khuôn mặt của Hải Bà Đông. Trong lòng càng thấy kinh dị, theo như nhận biết của Gia Lão với Hải Bà Đông thì hắn ít khi nào lại vui đùa như hôm nay. Nham Kiêu tiểu hữu, không biết gia sư tục danh là gì, có thể nói cho ta biết được không? Công trường lão phu cũng từng gặp qua trắng, Gia Lão hỏi. Tiêu Viêm có hơi chút áy náy nói: "Xin lỗi Gia Lão, trước khi đi gia sư đã dặn không nên tùy tiện nói ra danh tính của người. Có điều gia sư là người vô danh, cả đời đều ở thâm sơn nên là nói ra chắc Gia Lão cũng không biết đâu." "Ồ, một ít cường giả hẳn nhiên tính tình đạm bạc." Gia Lão cười lắc đầu, đối với lời nói của Tiêu Viêm vẫn còn vài phần nghi vấn. Có thể làm cho Hải Bà Đông thốt ra lời tôn trọng, đến ngay cả Gia Lão cũng chưa từng được đối xử như vậy. Bởi vậy, sư phụ của Nham Kiêu hẳn là so với Hải Bà Đông còn muốn mạnh mẽ hơn. Có điều, tại Sa Ma đế quốc rộng lớn này, chuyện cường giả ẩn cư tại Thâm Sơn cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Gia Lão cũng biết một số ít ẩn cư cường giả nhưng mà không biết đích xác địa phương nào. Theo như Gia Lão biết thì đây mới chính là cấp cường giả trong truyền thuyết. Lạp Lan Kiệt cùng với Mễ Nhĩ Đằng Sơn đứng yên ở trong trời đêm, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng phát giác lời nói của Hải Bà Đông không hề là câu nói đùa. Nếu là vậy, sư phụ đằng sau lưng của Nham Kiêu đích thực là kinh khủng cường giả. Thật may là chưa cùng hắn đối địch, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm có chút may mắn, thân là trưởng quản của một gia tộc, bọn họ hiểu rõ nhất cái loại cấp bậc cường giả này có được loại nào kinh khủng. Rồi rồi, tốt lắm, thời gian không còn nhiều nên mỗi người trở về thôi. Hải Bà Đông ngẩng đầu nhìn trời, rồi từ từ đưa ánh mắt nhìn qua ánh trăng ngáp một cái rồi vỗ tay rồi nói. Phải rồi, Tiêu Viêm cười gật đầu, danh tiếng Gia Lão hắn đã nghe nhiều lần từ miệng của Hải Bà Đông. Thậm chí lúc tại Diêm Thành đối đầu với cùng hai đấu hoàng thần bí, cũng đã nghe họ nhắc đến danh tự này. Ở Sa Ma đế quốc này, chỉ có duy nhất Gia Lão có thể đối đầu cùng với Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương cường giả. Hiện nay không có Dược Lão hộ thân, Tiêu Viêm đối với Gia Lão này có chút kiêng kỵ, cùng Gia Lão nói chuyện hết sức là khách khí. Nhắc đến Mỹ Đồ Tòa Nữ Vương, bàn tay của Tiêu Viêm không tự chủ mà vuốt vuốt Thất Thải Thôn Thiên Mãng, vẫn là an tĩnh thu liễm hơi ngủ sâu ở trong tay áo. Lên cường giả như là Hải Bà Đông và Gia Lão cũng không thể phát hiện. Ây, tiểu gia hỏa này đúng là khối nguy hiểm. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, nghĩ tới bộ dáng lạnh lùng của Mỹ Nô Tòa Lữ Vương mà vẫn còn có chút khiếp sợ. Lữ nhân này mặc dù có vẻ đẹp làm say lòng người, nhưng lại xem việc giết người như là giết gà. Nếu không đáp ứng nàng việc cướp lấy phương thuốc dung linh đan kia, sợ rằng lần thức tỉnh tiếp theo chính là lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Không có sư phụ ở đây, thật đúng là gặp nhiều khó khăn. Cần phải nhanh chóng lấy được Thất Huyễn Thanh Linh Tiên của Lạp Lan gia tộc. Thật là khó chịu, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Khi không có Dược Lão hắn mới cảm nhận được bản thân mình luôn gặp nguy hiểm. Ây, ngày mai là trận đấu của tiểu tử kia, ta cũng phải đi dự mới được. Hải Lão đầu khen không dứt miệng đến cuối cùng là có bao nhiêu thực lực. Gia Lão cười cười nghĩ, sau đó đem ánh mắt hướng về Đại Thụ Chi Đình thản nhiên rồi nói: "Tiểu Nguyệt Nhi, đã chỉ thế này còn chưa chịu theo ta trở về?" "Vâng." Nghe Gia Lão nói, tiểu linh tinh mặc dù tính tình cổ quái cũng bất đắc dĩ phải lên tiếng. Gia Lão xuất một chiêu, một cú hấp lực đem xe tới bên cạnh, sau đó bất động giữa không trung. "Yên Nhiên, Liễu Linh, cho lão phu gửi lời hỏi thăm đến sư phụ các người nhé." Một tay dẫn theo tiểu công chúa cười nói với Lạp Lan Yên Nhiên và Liễu Linh. Chợt đưa ánh mắt nhìn qua Mộc Chiến, "Mộc Sa tiểu tứ, nếu ngươi cứ làm loạn như vậy thì ta sẽ cho ngươi ở xa trường không trở về nữa." Nghe vậy, Mộc Chiến chỉ còn biết gật đầu như là gà mổ thóc. Trước mặt lão yêu quái này, cho dù là Mộc Thần cũng phải cung kính hành lễ thì hắn làm sao dám có chút cản trở. Vừa chuẩn bị giải tán, Tiêu Viêm vừa ngẩng đầu ôm quyền hướng tới Lạp Lan Kiệt, sau đó quay sang nói với Hải Bà Đông: "Chúng ta cũng trở về thôi." "Được rồi, đi thôi." Hải Bà Đông cũng uể oải gật đầu.
Về phần Lạp Lan Kiệt hai người, hắn cũng không nói gì, chỉ quay sang nói với Gia Lão. Sau lưng hàn băng đấu khí rung lên hiện ra hai cánh, lổ lên cơn gió lạnh rồi biến mất giữa không trung. Gia Lão cáo từ. Đối với Gia Lão cười cười, Tiêu Viêm hai cánh sau lưng chấn động hóa thành đạo lưu quang đuổi theo Hải Ba Đông. Nhìn thấy hai người, Tiêu Viêm đã rời đi. Gia Lão cũng dẫn theo tiểu công chúa, hai cánh đấu khí vàng nhạt sau lưng khẽ rung động, thân thể biến mất giữa không trung, lưu lại tiếng cười nhàn nhạt. Hai đạo lưu quang bay nhanh tốc độ trong bầu trời đêm, gắt gao đi theo Hải Ba Đông. Tiêu Viêm đột nhiên cau mày rồi nói: "Này, sao ngươi không giữ cửa nhỡ lộ tin tức của ta thì sao?" Sáng sớm hôm sau, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp mà không nóng bỏng, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua mang theo một chút âm thanh ồn ào từ thành thị, khiến cho con người không có chút cảm giác tâm hồn thư thản. Hôm nay là ngày Sama Đế Quốc có một sự kiện lớn diễn ra giữa mỗi 8 năm một lần. Luyện Dược Sư Đại Hội ngày hôm nay chính thức khai mạc. Từ khi tia mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất của ngôi thành có lịch sử từ rất lâu nay, sự yên tĩnh trên những con đường bị phá tan với sự xuất hiện tụm năm tụm ba của từng nhóm nhân ảnh thân mặc áo bào luyện dược sư. Đây là chức nghiệp có thân phận cao quý, nên ngày thường bình dân rất ít khi nhìn thấy, bởi vì bọn họ thật sự là cường đại cùng với tầm quan trọng, cho nên luyện dược sư trong mắt thường dân trở nên thần bí cũng như là sự kính trọng. Địa vị cao quý này cũng chỉ là có luyện dược sư mới có được, giống như là một đàn kiến đông đúc, khắp nơi trong thành dần dần đều đông nghẹt những người là người, liên tục có người không ngừng chen chúc, mặc dù từ các phương hướng khác nhau mà đến, nhưng mà cái đích cuối cùng đều là hướng đến tòa tháp đứng sừng sững trong thành với phong cách cổ xưa của luyện dược sư công hội. Hôm nay là ngày mà toàn bộ cửa hàng trong thành đều mở cửa sớm hơn so với ngày thường. Vô số người mang theo đồ ấm sau đó đứng ở cửa thành, nhìn những luyện dược sư vội vàng đi trên đường phố với ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ cùng với kính sợ. Sự chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội khiến cho giá mát thánh thành trở lên láo nhiệt và sôi động hẳn lên mà trong một năm qua chưa từng có. Luyện dược sư, chức nghiệp mà ngày thường khó gặp, nay ùn ùn kéo đến với số lượng lớn. Dịp may được thấy tràng cảnh như vậy cũng chỉ là xuất hiện mỗi 8 năm một lần khi mà luyện dược sư công hội tổ chức mới có. Như một thói quen hàng ngày, Tiêu Viêm đã sớm thức giấc, ngồi xếp trên giường, yên lặng điều thức khoảng một canh giờ, đợi đến bản thân đạt tới trạng thái đỉnh điểm mới chậm rãi mở mắt ra. Hoạt động thân thể, nghe được bên trong cơ thể vang lên âm thanh răng rắc. Tiêu Viêm khẽ cười xoay người đi xuống, ra đến lội sảnh liếc mắt thấy Hải Ba Đông đang đứng bên cửa sổ. "Đi thôi, hôm nay là ngày Sa Ma Thánh Thành khai mạc luyện dược sư đại hội. Ta thấy số lượng luyện dược sư đã đạt tới một con số khủng bố, không hổ là luyện dược sư đại hội. Cũng chỉ có cái loại đại hội này mới khiến cho luyện dược sư bị hấp dẫn đến nhiều như vậy mà thôi." Hải Ba Đông ánh mắt nhìn lên đường cái không ngừng cảm thán rồi nói: "Luyện dược sư cũng là người, tự nhiên cũng muốn hư vinh, mà đại hội lại là vũ đài tốt nhất để thể hiện." Tiêu Viêm từ chậm một chén trà nóng, nhấp một ngụm nhàn nhạt cười rồi nói. Hải Ba Đông xoay người lại, nhìn chăm chăm Tiêu Viêm cười nhẹ rồi nói: "Kỳ thực ta rất nghi hoặc, lấy bản lĩnh của ngươi có thể dễ dàng đạt được địa vị cao, thế nhưng còn cố ý tới tham gia luyện dược sư đại hội. Mặc dù loại đại hội như thế này rất là khó gặp, có điều nó giống như là cũng không phù hợp với thực lực của ngươi." Tiêu Viêm cũng cười cười, hai tay đang cầm chén trà rồi nói: "Không có biện pháp, mặc dù nhường cho người làm đó giành giải quán quân cũng không có gì, nhưng mà thứ kia khiến cho ta động tâm là phương thuốc dùng linh đan, đối với ta rất là hữu dụng. Ngươi mặc dù không phải là luyện dược sư, nhưng mà nhất định có thể tưởng tượng ra phương thuốc đối với một gã luyện dược sư mà nói nó có loại hấp dẫn lực là như thế nào. Huống chi còn là một phương thuốc của lục phẩm đan dược, tại trong mắt của ta thì lực hấp dẫn sẽ không thể thấp hơn so với một cái địa giai đấu kỹ." Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hải Ba Đồng bĩu môi rồi nói: "Lấy thực lực của ngươi đi tham gia đại hội, có khác gì là một đấu hoàng cường giả đi kiếm một đám người bình thường tỉ thí?" Có chút lắc lắc đầu, Thiên Viêm cười rồi nói: "Ngươi cũng đừng quá xem trọng ta. Nếu là ở trước khi thi triển Phật Lộ Hỏa Liên, muốn lấy được giải quán quân của đại hội tự nhiên là dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng mà hôm nay linh hồn lực lượng của ta đã bị thương nặng, thực lực chính thức đã không thể bằng lúc trước. Mà luyện chế đan dược thì tối trọng yếu là có linh hồn lực lượng, cho nên hôm nay tham gia đại hội ta cũng không có nắm chắc." Hải Ba Đông sắc mặt cổ quá nhìn Tiêu Viêm rồi nói: "Sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Một luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược nếu như cùng với đám tiểu bối tỷ thí mà lại thua, như vậy thì mất mặt phải không?" Vẫn cười cười, Tiêu Viêm đứng dậy nói tiếp: "Nếu như ngay cả điểm ấy ý chí còn không có, như thế nào có thể theo đuổi con đường luyện dược sư xa xôi được cơ chứ? Tốt lắm, thời gian cũng tới rồi, đi thôi." Đặt chén trà xuống, Tiêu Viêm cười cười, xoay người đối diện với cửa phòng đi ra. Phía sau Hải Ba Đồng bất đắc dĩ lắc đầu đi theo. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hào hạo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện trước đấu phá thương khung phần 4 tập 46 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.
và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.